Chào tất cả anh em nha, chia sẻ anh em một phôi dúi phơm dáng bay bằng tre nha anh em. Cây này cao nó khoảng tầm 1m2 nè, bay ra thì nó rơi vào khoảng tầm 1m4 nha anh em. Đấy, còn hành cốt và sắc gốc là khoảng 50, rất đẹp nha anh em. Có chút tử dưới gốc nữa, rồi quay ra dòng anh em xem. Một phôi dúi cốt phơm dáng bay bằng tre nha anh em nha. Phôi này nó có ôm một cái cây sừng tre trong này nha anh em. Rồi anh em thiện chí giao lưu nha, ở dưới này là cái rễ cọc nó nha anh em, xung quanh rễ cam rất nhiều nha.